Chào các bạn đến với Stress TV, kênh cập nhật tin tức mới mỗi ngày. Đức Phúc gặp lại bạn gái năm xưa, diện mạo cô nàng khiến dân tình bật ngửa. Khoảnh khắc của Đức Phúc hội ngộ với bạn gái, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Đặc biệt, diện mạo của cô gái gây bất ngờ lớn. Mới đây trên trang cá nhân, Đức Phúc khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Khi đăng tải khoảnh khắc bên cạnh người con gái đặc biệt, chính là Thánh Ăn Giang Sobin năm nào. Cả hai đã từng có khoảng thời gian đóng chung MV và là một đôi trong MV âm nhạc này. Chị em tôi gặp lại nhau rồi và lần này là tại Hàn Quốc ạ, à. Đức Phúc chia sẻ trên trang cá nhân. Sau khoảng thời gian dài không gặp gỡ nhau, giờ đây Đức Phúc và Yi An Bin đều có những thay đổi về ngoại hình, đặc biệt Thánh Ăn Giang Bin gây ấn tượng mạnh bởi mang thay đổi hình thể khó ngờ. Cô nàng từng sở hữu thân hình nặng đến 131 kg và đến nay đã đạt được ngưỡng cân nặng lý tưởng, giảm được cân. Sức khỏe của Giang Sobin cũng có nhiều thay đổi tích cực, đặc biệt diện mạo xinh đẹp của cô khiến bao fan Việt nước nổi dành lời khen. Ngay khi khoảnh khắc hội ngộ của Đức Phúc được đăng tải, đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Dưới phần bình luận, người hâm mộ không nén được bày tỏ trầm trồ trước tình bạn của Đức Phúc và Giang Bin. Bên cạnh đó, không ít người cũng đã để lại lời khen ngợi cho sự thay đổi xuất sắc về ngoại hình của cô nàng. Giang Su Bin từng được mệnh danh là thánh ăn, khi cô sở hữu kênh YouTube với các clip múc bằng, clip ăn uống với số lượng lớn. Cũng chính vì đặc thù công việc này mà có thời điểm Giang Su Bin sở hữu cân nặng lên đến 131 kg, với chiều cao 1m77. Sau khi nhận thấy có quá nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe từ cân nặng quá khổ của mình, Ian Subin đã quyết tâm làm một cuộc cách mạng trong cuộc đời. Theo đó, trong 3 năm liên tiếp từ năm 2018 đến năm 2021, Yang Subin đã giảm được 55 kg nhờ chế độ luyện tập gắt gao và đặc biệt là thắt chặt ăn uống, kiểm soát lượng thực phẩm nạp vào người một cách gắt gao. Đến nay quá trình dinh dưỡng giữ dáng, cải thiện cân nặng vẫn đang được cô nàng này thực hiện và cho thấy kết quả ấn tượng. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh bật chuông thông báo để không bỏ lỡ các video mới nhé